Ủa, hình như trời sáng rồi phải không ta? Tỉnh dậy rồi. Trời, mệt mỏi quá. Không biết ngày hôm nay mình sẽ sở hữu đôi mắt gì đây ta? Hả? Cái gì đây? Một con mắt màu tím sao? Không biết là cái con mắt màu tím này nó sẽ giúp ích được gì cho mình nữa. Con mắt màu tím này sẽ giúp cho bạn nhìn thấy được bóng ma. Cái gì? Nhìn thấy được bóng ma sao? Thiệt sự rắc rối quá đi. Không hiểu gì hết. Cứ mỗi ngày ngủ dậy là đôi mắt ở bên trái của mình nó lại biến đổi thành một đôi mắt khác. Lần này thì là đôi mắt nhìn thấy bóng ma sao? Không hiểu cái gì hết trơn á. Nhưng mà thôi, mặc kệ đi, đi học trước đã, trễ giờ rồi. Trời ơi, phiền thiệt luôn á. Bây giờ mà mình vào trong lớp học với một cái đôi mắt tím như thế này á, là mọi người nhìn, mọi người sẽ hỏi mình thì mình biết trả lời sao đây ta? Hay là mình nói mình bị đau mắt nha? Bình thường á là bị mắt màu vàng, mắt màu xanh á, người ta còn không để ý. Đằng này cái mắt nó còn màu tím nữa. Thôi, đành phải giải thích với mọi người là mình bị đau mắt vậy. Ok, vô lớp nè. Hello, chào mọi người nha. Hôm nay tôi tới trễ xíu, xin lỗi mọi người nha. Hôm nay chúng ta học môn gì vậy ta? Quá, Phong ơi, hôm nay mắt ông bị làm sao vậy? Sao tôi thấy cứ có mấy cái màu tím tím vậy? Mắt của tôi không có gì đâu. Hôm nay tôi bị đau mắt á mà, cho nên là mắt nó hơi bị tím xíu. Thôi đừng quan tâm nha. Ngon ngon quá. Nào là pizza, nào là bánh kem, nào là nước ngọt. Trời ơi, kiểu này á là mình phải ăn nữa mới được. Ông bài gì chạy rồi chứ, tôi ăn tiếp đây. Trời, đồ ăn ngon quá. Xin lỗi. Lần sau biết tay tôi nha, ăn rồi tôi ký đâu bây giờ. Biết rồi. Trời ơi, cái bà Sammy này, cái Ron ăn có chút xíu thôi mà làm gì mà đánh cái Ron dữ vậy trời. Con gái lưới đâm hung dữ dễ sợ luôn á. Chán ghê. Hình như tôi nghe nói ai nói xấu tôi, ông đúng không? Ủa, ở đâu, tôi có nói xấu gì đâu. Tôi bảo là Sammy hôm nay nhìn xinh đẹp, chứ tôi đâu có nói là Sammy hung dữ. Chết tiện nói gì vậy? Tôi đâu có nói gì đâu, Sammy là xinh đẹp. Ui, mà bắt cái ông mà nói xấu tôi à, tôi ký đầu y chang này bây giờ, hiểu chưa? Rồi, tôi hiểu mà. Ai, thiệt luôn á, hai cái người này ngồi kế bên nhau là hợp lý luôn á. Một người thì ham ăn dễ sợ, còn một người á thì hung dữ. Hai người này mà ngồi kế bên nhau ha, là cái lớp này thành cái chợ luôn trời. Sao mà mình thấy bạn không nên nói vậy với Kyron đâu. Dù sao thì Kyron cậu ấy cũng chỉ ăn thôi mà. Nên mọi người đừng có cãi nhau nữa nha. Con nhỏ kia, biết gì mà nói. Thích thì lên đây ngồi với Kyron nè. Biết gì mà đặt bô cái mồm, khó chịu. Mình biết rồi, mình xin lỗi. Cái bà Sammy này có vậy thôi mà cũng la Simmy nữa. Sim ơi. Hả? Mình nghe nè. Sim đừng có buồn nha. Trời ơi, bà Sammy á, bà hơi to tiếng vậy thôi chứ bà không có ý gì xấu đâu. Đừng có buồn nha. Cảm ơn cậu nha Phong cậu. Đừng có buồn nha. Trời ơi, Simmy á lúc nào cũng nhút nhát như vậy hết trơn á, bởi vậy cho nên suốt ngày bị cái bà Sammy hung dữ này bắt nạt nè. Thôi kệ đi, nói chung á là cái lớp này á đó giờ lớp nào cũng bất ổn mà. Ủa mà khoan, từ quên mất. Ngày hôm nay lớp mình là học môn gì ta? Hồi sáng đi mình soạn thời khóa biểu mình quên tiêu. Cá mui. Ủa ngày hôm nay lớp mình là học môn gì vậy? Trời ơi, sao cậu ngốc vậy? Hôm nay học môn hóa đó trời. Học môn hóa hả? Vậy là đúng rồi trời ơi. Ủa nhưng mà khoan từ, sao cái quyển sách của bà mang theo là sách toán vậy? Ủa học hóa mà. Ủa gì kỳ vậy? Ủa hôm nay học hóa mà sao tôi lại mang nhầm toán rồi xong rồi lại quên nữa rồi. Trời ơi, thiệt luôn cái bà ca mui. Không hiểu sao á, dạo này tôi cứ bị hay quên này mà cứ bị ngốc ngốc hết trời. Ai cũng chê tôi ngốc có buồn chứ mà. Thôi được rồi, chắc là bà lỡ quên thôi, không có gì đâu. Mà sao giờ này tôi thấy bà hay quên lắm nha. Thôi được rồi, để tí nữa tôi cho bà coi chung sách với tôi. Thôi đừng buồn ấy, dẹp cái quyển sách toán vô đi. Thiệt luôn á. Mấy bạn thấy đó, cái lớp của mình nó bất ổn ghê luôn á. Bà Camui á thì hay quên nè, Simmy á thì nhút nhát, Sammy thì hung dữ, còn Kyron á thì ham ăn. Còn tôi á, bạn nhìn đi, tôi lại có một cái khả năng, đó chính là hoán đổi đôi mắt của mình, cứ mỗi ngày lại đổi một cái đôi mắt khác nhau. Thiệt sự bực bội mệt mỏi dễ sợ. Trời, cái lớp gì đâu như cái chợ vậy. Thôi học bài tí nữa ra chơi kiếm gì đó ăn, đói bụng quá.
Nhầm. Hamburger ngon quá. Đúng thiệt là trên đời này không có món gì ngon bằng hamburger hết trơn á. Nhầm ngon quá. Ôi cái gì vậy? Trời ơi, Chiron này là Chiron, ông làm gì mà ông hù tôi vậy? Thấy tôi đang ăn không? Lỡ tôi nghẹn sao? Trời ơi, làm cái gì mà ngồi ăn mình buồn quá vậy bộ? Có cần tôi ngồi kế bên tôi ăn chung không? Cũng được, ông ngồi kế bên tôi ăn chung với tôi nè. Ủa mà hôm nay ông trời ăn ơi, gì vậy? Sao sáng sớm gì mà bạn ăn có cái hamburger vậy? Ăn gì sao đủ no? Ủa, ăn hamburger hay là ngon lắm rồi, no lắm rồi á. Chứ ông ăn cái gì? Trời ơi, bình thường buổi sáng là mình phải ăn ít nhất nhiều vô đây nè. Thứ nhất là bánh nè, thứ Ủa? Hai nữa là nguyên con heo quay. Trời ơi, cái gì vậy? Ba nữa là nguyên một cái con gà. Thứ tư nữa là phải chén miệng xíu bằng cái bánh kem. Rồi thứ năm nữa là phải ăn thêm hai cái cây xúc xích nữa mới đủ no. Cay ơi, ông ăn nhiều dữ vậy mà ông không sợ mập hả? Ủa? Đâu có đâu nhiều bạn, cái này chỉ là một cái bữa sáng của mình thôi, tí nữa mình còn ăn trưa ăn chiều nữa. Thôi được rồi, bó tay với ông luôn á. Thôi ngồi xuống, tôi không ăn chung. Nhầm. Nè, cái đó mập hoài, cậu làm gì vậy? Ủa, tự nhiên cậu chửi tôi cay con mập. Trời ơi trời, bạn người ta ăn chưa mà ông bậy như thế này, làm sao mà tôi có chỗ mà ăn? Xin lỗi. Nhưng mà bạn cứ ngồi chung đi, bạn muốn ăn trưa không? Mình cho bạn ngồi ăn chung đồ ăn với mình luôn. Xấu xí cho cậu mà. Mệt ghê luôn à. Cái bàn của tôi bây giờ toàn đồ ăn của cậu. Khổ ghê. Sam ơi, bình tĩnh đi. Ăn sáng rồi. Ăn sáng rồi mà cũng bị chửi như con vậy. Đi ăn kiểu khác. Cho cậu cái đùi gà đó đi đây á. Cây ơi, Cây. Trời ơi. Trời ơi, Sammy ơi là Sammy. Sao mà bạn quá đáng quá vậy? Chiron chỉ muốn ngồi ăn chung với bọn mình thôi mà. Thì cùng lắm là bây giờ á, bạn ăn đồ ăn chung với Chiron thôi. Có gì đâu mà sao tự nhiên cậu la cậu ấy dữ vậy? Hả? Cái đồ mập như cậu ta mà cũng quá đáng cái gì? Ăn cho mập vô làm phiền người khác. Có gì đâu, cứ bình thường mà. Trời ơi, thiệt luôn, tôi thấy cậu càng lúc càng quá đáng rồi nha. Thôi cậu ngồi đó ăn một mình đi. Tôi đi tìm Chiron đi, không biết cậu ấy có sao nữa nè. Thiệt luôn á. Cậu hung dữ dễ sợ luôn á. Cái ơi! Chiron ơi! Ủa trời ơi, Chiron đi đâu mất tiêu rồi ta? Kiếm ở trong lớp học cũng không thấy. Ủa, ở đây. Chiron bên kia kìa. Ủa, trời ơi, bạn ấy làm gì ngồi ngoài đây trời? Chắc là buồn quá nè. Trời ơi, ăn có một xíu rồi mà cũng chửi với con vậy đó. Trời ơi, ăn là niềm hạnh phúc của mình mà. Làm gì mà bới khó chịu vậy? Trời ơi, bó tay với cái ông này luôn á. Buồn thì buồn vậy thôi, nhưng mà ăn thì vẫn phải ăn nha. Đúng thiệt là Chiron. Thôi rồi, để ra ngoài đó khuyên ông chứ thấy ông tội nghiệp quá. Ủa cái gì vậy? Tại sao cái đôi mắt của mình lại đâu quá vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Cái đôi mắt của mình đâu quá. Ủa sao hết đâu rồi? Ủa hình như là mới có cái chuyện gì đó xảy ra với cái đôi mắt này. Đúng rồi, mình vẫn chưa biết cái đôi mắt của mình là nó có tác dụng gì nữa. Không biết là cái đôi mắt lần này nó sẽ đem đến cho mình cái tác dụng gì đây. Nhưng mà sao mà đau quá vậy ta? Để coi. Ủa cái gì vậy? Đằng sau lưng của Chiron. Tại sao đằng sau lưng của Chiron có nguyên một cái đầu to vậy? Ủa mà khoan từ, hình như cái đó cũng là cái đầu của Chiron mà. Ủa nhưng mà đây là cái gì vậy? Ăn nhiều vô, ăn nữa đi, ăn nhiều vô, ăn tiếp đi. Ủa, mà tại sao lại thấy đói nữa ta? Phải ăn tiếp mới được. Ngon quá đi. Hả? Thì ra cái tác dụng của cái đôi mắt này là có thể giúp cho mình nhìn thấy được bóng ma sau lưng họ sao? Hóa ra là như vậy. Vậy có nghĩa là Chiron ăn nhiều như vậy là do cái bóng ma đằng sau lưng của Chiron đã thúc ép Chiron ăn sao? Không được, nếu mà như vậy thì mình phải giải cứu Chiron thôi. Không thể nào để Chiron ăn nhiều quá như thế được. Nếu không thôi, cậu ấy sẽ tiêu đời mất. Chiron nào dừng lại đi. Thằng nhóc nào đây? Hình như nó thấy mình nữa. Rồi, không ổn rồi. Vậy thì bây giờ mình phải xuất hiện thôi. Phải đuốt thằng nhóc này mới được. Chiron! Chết rồi! Cái con quái vật đó, nó đã nuốt chửng Chiron rồi. Cái ơi! Hình như là ngươi thấy được ta đúng không hả thằng nhóc? Tất nhiên là ta thấy được ngươi rồi, cái đồ quái vật. Ta không ngờ thì ra Chiron ăn nhiều đến như vậy là bởi vì có một cái bóng ma ham ăn đằng sau lưng của Chiron, chính là ngươi. Chứ còn cái gì nữa, thằng nhóc đó phải ăn nhiều vô thì ta mới có sức mạnh được chứ. Thôi còn bây giờ thì ta sẽ ăn thịt luôn cả ngươi. Hả? Đứng lại với ta. Đừng có không, ngươi đừng có không ăn được ta. Đứng lại, thằng nhóc kia, ngươi đứng chết lại ta. Rồi, bây giờ phải làm sao đây, cái đôi mắt này không biết là nó có đem lại sức mạnh cho mình hay không. Mình sắp bị cái con này ăn thịt rồi. Chết rồi. Mình sắp bị nó nuốt rồi. Nè, cái con quái vật kia. Ta nói cho ngươi biết nè,
ngươi làm ơn hãy buông thả cho người bạn Kairon của ta đi. Cậu ấy đâu có làm hại gì ngươi đâu, mà tại sao ngươi lại nhập với người cậu ấy hả? Đất ơi, ngươi muốn ta buông tha cho nó sao? Đâu có dễ vậy. Ôi cha, xem ta đây. Ôi cái gì vậy? Ôi, ta sẽ tiêu diệt luôn cả ngươi. Ôi, cái gì đây? Hình như cái này chính là nước bọt của nó. Ui trời, nước bọt của nó chạm vào trong mấy con heo nó bị bốc hơi luôn. Trời ơi, hóa ra nước bọt của con quái vật này là axit sao? Thôi không xong rồi. Ta sẽ bắn axit vào người ngươi. Chết rồi. Đứng lại. Chết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Hơi, hãy đôi mắt, hãy bay cái ta xích mạn. Ôi trời ơi. Ôi, wow, mình bay ra được rồi. Tên nhóc kìa, tại sao ngươi lại có cánh, ngươi có thể bay được hả? Xin chia buồn với ngươi nha, đồ quái vật. Ta nói cho ngươi biết đây, thật sự á, ta không phải là người bình thường, mà ta chính là một người sở hữu đôi mắt thần. Với cái đôi mắt này của ta, nó có thể đem đến được cho ta sức mạnh. Và đôi mắt này đã khiến ta thấy được ngươi đó, đồ quái vật. Thì ra ngươi cũng có sức mạnh hả? Nhưng mà sức mạnh này chỉ là sức mạnh phèn thôi, sao qua được ta? Ngươi vẫn ngoan cố bắn axit vào người ta hả? Thôi được, nếu mà đã như vậy thì hãy xem sức mạnh của ta đây. Quả cầu năng lượng. Hãy xem đây, đồ quái vật. Sức mạnh này là sức mạnh gì đây? Sao ngươi dám? Ngươi đã biết sợ chứ gì? Ngươi muốn ăn gì? Được rồi, vậy ta sẽ cho ngươi ăn mấy quả cầu phép thuật của ta. Cái tên này, đau quá, sức mạnh của hắn ta mạnh quá. Biết sợ là sao? Chết đi. Ôi trời, cái con quái vật nó chết rồi. Trời ơi, cái con quái vật này nó chết xong nó rơi ra toàn là đồ ăn không nè, bánh mì rồi thịt heo đồ nữa. Ôi, cái con quái vật này đáng sợ thiệt á. Trời ơi, mệt quá, đánh nhau với con quái vật này làm mình tốn sức thật sự luôn á. Ôi, Kairon kìa. Kai ơi. Ôi trời ơi, mình phải cứu Kairon đây. Trời, cái này là cái nước độc. Kai ơi. Phong, tại sao mình lại đây? Không có chuyện gì đâu. Chắc là do hồi nãy bạn buồn ngủ quá cho nên bạn ngủ quên ngoài đây á, chứ không có gì đâu. Ủa tự nhiên cái mình nằm ngủ ở đây là kỳ luôn á, thiệt luôn á. Chết rồi, bây giờ trễ rồi, phải về nhà thôi. Trời không mất công mẹ la nữa. Rồi bạn đi về nhà đi, bạn về nhà đi. Vậy thôi, có gì mình về trước nha, tạm biệt Phong nha. Ok. Ủa sao mình đây vậy ta, kỳ được chứ. Ôi may quá, hình như là Kairon đã bình thường trở lại rồi. Hy vọng là cậu ấy sẽ bỏ đi cái tật ăn quá nhiều đồ ăn. Ăn nhiều như thế sẽ rất là hại sức khỏe luôn á. Dù gì cũng đã tiêu diệt được con quái vật đó rồi. Nhưng mà cái đôi mắt này nó có thể làm cho mình nhìn thấy được bọn quái vật sao? Bóng ma đang đi theo mọi người. Vậy có khi nào bóng ma của Simi là bóng ma nhút nhát, bóng ma của Kamui là bóng ma ăn trí nhớ, còn Sami là bóng ma hung dữ không? Vậy còn Sami thì sao? Đúng rồi, mình phải đi kiếm Sami mới được. Sami ơi, không biết giờ này Sami đang ở đâu vậy ta? Nếu như con quái vật đó mà xuất hiện, chắc chắn nó sẽ nuốt chửng Sami luôn đó. Ở trên lầu, cái con quái vật ở trên kia. Nhìn bộ dạng của nó, nhìn cũng giống Sami đó. Có khi nào là nó không? Vậy là Sami đang ở trên tầng thượng sao? Không được, mình phải leo nó nhanh thôi. Chạy lên. Mở cửa. Ui, cái con quái vật kia. Trời còn bên kia là Sam. Phong hả? Sami ơi, tôi nói Sam nè. Sam, khuôn mặt của Sam. Sao nhìn Sam đang giận dữ vậy? Tôi không biết nữa, nhưng mà tôi cảm thấy tôi khó chịu quá. Tôi cảm giác nó tức giận. Tôi cảm giác tôi ghét tất cả mọi người xung quanh đây. Sam ơi, là người đáng ghét. Sam nghe lời Phong nè. Sam hãy bình tĩnh lại. Phong biết rằng là Sam không phải là một cái con người hung dữ như vậy, bởi vì là Sammy đang bị một con quái vật điều khiển đó. Sam đang bị một cái bóng ma tức giận, nó đang theo đuổi Sam. Cho nên là Sammy à, hãy nghe lời Phong, bình tĩnh lại. Bình tĩnh hả? Nhưng mà tôi ngươi nghĩ sao vậy? Làm cho con nhỏ không tức giận sao? Nằm mơ. Còn bây giờ ta sẽ nuốt chửng con nhỏ này. Sammy, chết rồi, cái con quái vật này nó lại nuốt chửng Sammy nữa rồi. Nè, cái con quái vật kia, ta nói cho ngươi biết, dù ngươi có nuốt chửng Sammy chăng nữa thì ta cũng sẽ giải cứu cho cô ấy. Ngươi đừng có tưởng rằng là ngươi làm như vậy thì Sammy sẽ trở thành một con người xấu xa như ngươi. Để xem coi thằng nhóc như ngươi làm được cái gì. Nếu như ngươi đã nói vậy thì được, ta sẽ tiêu diệt ngươi, đồ quái vật. Ngươi cũng ghê đó.
xong rồi. Mình phải tiêu diệt cái con quái vật này, nếu không thôi nó sẽ phá hủy cái trường này mất. Nè con quái vật kia, mau dừng lại đi. Bây giờ phải làm sao đây? Mình không có sức mạnh nào để đánh nhau với nó hết. Để kiểm tra thử. Ngoài cái sức mạnh màu tím này thì còn sức mạnh lửa, sức mạnh gì đó đây? Cái gì đây? Thuốc độc sao? Đúng rồi. Con quái vật nó đang hả miệng ra. Bây giờ mình phải chọi mấy cái bình thuốc độc này vào trong miệng của nó. Này cái con quái vật kia, hãy xem ta đây. Chọi ra. Ta sẽ chọi vào miệng của ngươi nè. Ngươi nhớ mà. Cái con quái vật đó nó bị tiêu diệt rồi. May quá. Còn bây giờ vẫn còn những người khác nữa. Camui, Simi, vẫn còn hai người đó. Không biết là hai người đó đang ở đâu nữa. Nhưng mà khoan, còn Sammy thì sao rồi? Sammy đây rồi. Chết rồi, Sammy cũng đang bị nhốt ở trong một cái kén trứng y hệt như Chiron luôn. Thì ra mình đã hiểu rồi, đây chính là những cái tâm hồn lương thiện của mọi người. Bởi vì mọi người bị những cái bóng ma đó theo đuổi, cho nên là tâm hồn tươi đẹp của mọi người đã bị nhốt vào trong cái kén trứng này. Mình phải đập nó ra thôi. Sammy ơi, cái chân ngã, Sammy. Ai à, nhức đầu quá ta. Ủa Phan Cẩn, sao tôi lại ở đây vậy? Trời ơi mệt quá. May quá Sammy đã trở lại bình thường rồi. Thật ra là trở lại bình thường là sao? Không có chuyện gì đâu. Sammy ơi, bây giờ hiện tại cũng đã tan trường rồi đó. Thôi Sam về nhà đi. Đừng có ở đây, nguy hiểm lắm. Rồi tôi biết rồi, tôi về nha. Về đi. Sau khi mọi người bị tiêu diệt mất cái con quái vật đó thì mọi người không còn nhớ gì cả. Đúng thật là. Còn bây giờ vẫn còn Simi với Camui nữa. Liệu rằng cái con quái vật trong người của họ sẽ như thế nào đây? Hỏi không được. Bây giờ mình phải bay đi để kiếm Simi với lại Camui ngay. Simi ơi, Camui ơi.